Đồng hồ cổ Tạ Tấn xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả anh em yêu mến sưu tầm đồng hồ cổ. Hôm nay Tạ Tấn vừa về một lô hàng đồng hồ Odo người Gác Chuông rất đẹp, đều tăm tắp. Về một em dài, hàng dài thượt thượt đều tăm tắp đồng hồ ông Tây Gác Chuông. Đây là một chiếc đồng hồ rất độc đáo trong các cái dòng đồng hồ của Odo. Dòng này lấy ý tưởng từ thời rất là xa xưa, thời Phục Hưng, ngày mà chưa xuất hiện đồng hồ điện tử. Thì ngày đấy vẫn còn có những cái tháp chuông để làm chuông báo giờ cho cả một thị trấn, một thành phố. Thì chiếc đồng hồ Odo thì được lấy ý tưởng từ đấy mà ra. Hôm nay có rất là nhiều con Odo các chuông đẹp, đều zin Tây, nguyên bụi Tây, vừa mới cập bến, vừa mới đặt chân về đến Tạ Tấn. Đấy, thì là rất đẹp cho nên là muốn quay ngay lên đây để cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Trong cái biểu tượng mà người Gác Chuông này là hình tượng, ở đây là một anh lính từ thời La Mã, từ thời đế chế La Mã. Đây, sau đây là quay lần lượt từng con một. Đấy, kèm với mã số. Đấy, chiếc này là mã số là 763. Đấy, anh em nào thích thì có thể là lựa theo cái mã số này, 760. Đấy, chiếc vừa thử chuông 761. Chiếc này hoa văn hai bên là chiếc độc đáo đẹp hơn cả. Chiếc bên này là 764. 765. Đấy, và còn chiếc này là 762. Đấy, bộ sưu tập các chuông rất đều và đẹp. Đấy, Tạ Tấn cảm ơn và chúc anh em dồi dào sức khỏe.